Trong tập trước của The Creator X YouTube, chương trình kỷ niệm 10 năm YouTube hoạt động tại Việt Nam, chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của Tinology, một solo creator. Ngày hôm nay, hãy cùng Spider Room ngồi xuống với Phê Game, một đội ngũ làm sáng tạo nội dung, để tìm hiểu xem làm content vì đam mê có thật sự lý tưởng. Em nghĩ cái vấn đề lớn nhất của việc làm content game là sau khi mình chơi game xong, mình nhận ra là mình phải viết về nó. Mình không còn trong quá trình chơi nữa, mình phải viết. Thế là sẽ hơi bị thất vọng một chút. Nếu mà có ý định làm content về content YouTube về game ở Việt Nam, trước tiên phải có một số các cái gọi là gì, suy nghĩ trước. Làm content về game không phải là một cách kiếm tiền dễ dàng. Và giá trị thật sự của video nằm ở đâu? View nó là cái dễ thấy nhất thôi. Thì thực ra có những lúc mà view không đồng nghĩa với việc tiền. Một video view cao cũng chưa chắc đã đem lại được nhiều giá trị cho mình lắm. Quan trọng là cái video ấy nói về cái gì. Nếu bạn chưa biết thì Phê Game là một trong những kênh YouTube hàng đầu Việt Nam, không chỉ về số lượng người theo dõi hay số lượng video mà còn về chất lượng. Xuất hiện trong buổi podcast có Hải Start, một trong hai thành viên đầu tiên của Phê Game, và Duy, leader hiện tại của kênh. Đến đây thì mình xin phép không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. Xin chào Duy và Hải, rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến tham gia buổi The Creator ngày hôm nay. Vậy thì trước khi bắt đầu và để khán giả có thể có một cái hình dung rõ hơn về vị trí cũng như là tầm quan trọng của hai người thì Hải với cả Duy có thể tự giới thiệu qua về bản thân mình trước được không? Tất nhiên rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Duy, mình là leader hiện tại của Phê Game. Chào mọi người, mình là Hải, mình là một trong những thành viên đầu tiên của Phê Game. Anh rất là muốn đặt câu hỏi luôn, đó là điều gì đã mang Duy và Hải đến với cả Phê Game? Chắc là niềm đam mê về game. Thực ra cái đấy là câu nói dối, em không em không đam mê về việc làm content game, chỉ là đó là một sự tình cờ thôi. Lúc đấy là năm 2020, đợt đấy là em đang cố tìm việc tại vì vừa ra trường. Đợt đấy là Covid mà, nên là việc tìm việc nó hơi khó khăn tí, em giải CV khắp nơi, chủ yếu là giải về biên phiên dịch tiếng Anh, tại vì em học về cái đấy mà. Nhưng mà không được ổn cho lắm, không có ai kiểu gửi mail về để báo là đi phỏng vấn cả. Thì đúng lúc đấy bạn của em xem Phê Game, thì nó có bảo là thấy một bài đăng trên Phê Game hay trên Phê Phim gì đấy, em không nhớ được đấy, Phê Game hay Phê Phim đăng bài. Nhưng có đăng bài đăng tuyển là Phê Game đang cần content leader. Em thì kiểu cứ thử thôi, đằng nào cũng đang xài CV khắp nơi mà, nên là cứ viết một bài rồi gửi CV cho bên họ. Em còn gửi một cái mail là mail phụ cơ. trông nhìn gấm ghiếc lắm. Em còn nhớ tên miền của cái mail phụ 19723 à 19723 à còng 33 hay cái gì đấy, giống một cái email spam ấy. đúng. Đấy là một cái email tạo ra chỉ để lưu trữ drive thôi mà. Đấy thì tình cờ được nhận, em viết về Senua Hellblade. Ở đấy cũng vui, kiểu nghe điện thoại, nghe được anh Giang bảo là trúng tuyển rồi, sao bao giờ làm việc được ấy, bao giờ đi làm được ấy. Vui lắm. Rất nhanh. Chủ yếu vui là có việc cho mình. Mình bắt đầu đi làm việc. Và đấy là về game nữa, em chơi game rất nhiều, nên là coi như là một cái rất là hợp với đối với mình. Vậy còn Hải thì sao? Câu chuyện của em thì nó ly kỳ hơn khá nhiều. Em nghĩ là mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối cuối năm 2018. Okay. Anh chính xác là tháng 11. Ok, để anh ngả lưng ra trên chiếc ghế này. Bởi vì anh biết tại sao em nhớ đấy không? Tại vì hôm đấy là em đi offline của Spy Room. Thì tại hôm đấy là em gặp anh Đạt, anh Samurai. Thực ra trước đấy hai anh em có nói chuyện trên mạng rồi, chưa gặp ngoài đời bao giờ. Thì hôm ấy đi xong, offline xong, anh Đạt anh ra khoác vai em và nói một câu: em có muốn làm về game không? Em mới kiểu: là như thế nào hả anh? Thì anh Đạt đã bảo tiếp là: mấy ngày nữa chú sẽ biết. Nghe như trong phim nhỉ? Nghe giống kiểu được mời một giáo hội. Thật sự đấy. Thế là mấy hôm sau thì anh Đạt mình nhắn tin lại, anh bảo là bây giờ lúc đấy anh Đạt đang ở Phê Phim. Anh Đạt bảo là Phê Phim cũng đang muốn có kiểu một cái hướng đi mới là làm về một kênh về game. Thì đã mời được một người khá là có tiếng rồi, tức là anh Trường ấy. Thì bây giờ muốn mời thêm cả chú, bởi vì trước đấy thì em cũng đã viết bắt đầu viết những bài về game trên và em đăng trên Spy Room từ 2017. Thì em bắt đầu viết từ 2017. Thì nhờ thế mà anh Đạt cũng mới biết em, thì mới đặt vấn đề là gọi em về làm chung. Thì đấy, xong rồi nhắn tin xong thì mấy hôm sau em đến nhà anh Giang.
Nói chung là em đến nhà anh Giang và thế bắt đầu làm thôi. Được đấy, cũng chỉ có mỗi em với anh Trường thôi. Nếu mà làm content về game thì nó có đồng nghĩa với việc là được chơi game cả ngày và nó có vui không? Nói đúng hơn là phải chơi game cả ngày phải chơi game và vui hay không thì nó còn tùy. Ừ. Nếu như mà giả sử như content chơi game thì rõ ràng chơi game là không vui, Ừ. tại vì anh sẽ phải chịu đựng qua cái tựa game đấy và viết cái quá trình chịu đựng của mình như thế nào đó. Nhưng mà dù sao thì đấy đấy là làm content là phải như thế rồi, thì rõ ràng phải chơi game thì mình mới làm được. Cái em nghĩ cái vấn đề lớn nhất của việc làm content game là sau khi mình chơi game xong mình nhận ra là mình phải viết để nó, mình không còn trong quá trình chơi nữa, mình phải viết, nên là sẽ hơi bị thất vọng một chút. Còn vui vui hay không em nghĩ bình thường, dù sao thì nó cũng trở thành công việc rồi. Như kiểu mọi người hay nói, đam mê mà khi trở thành công việc thì cũng giảm cái sự Thích vui thú của thú. nó đi một tí. Hoặc nói một cách chung chung, một cách gọi là phũ hơn một chút ý, là nó không lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ, là tôi vừa được làm việc công việc mình kiếm ra tiền ấy, mình làm những cái việc liên quan đến cái mình thích ấy thì rất là hay, tuyệt vời đúng không? Nhưng mà đấy, nó sẽ có những cái vấn đề liên quan đến công việc kiểu stress rồi burnout các thứ mà mình sẽ nói sâu hơn tí lát nữa. Thì nó sẽ tất nhiên là có vui một phần, tại vì đơn giản bắt đầu ai chẳng muốn đi làm vì mình thích cái ngành này đúng không? Sau đấy khi mà bắt đầu làm rồi thì nó sẽ có những cái vấn đề khác, nên là nó sẽ không hoàn toàn được lý tưởng như mà mọi người vẫn nghĩ. Tất nhiên những ai mà đã hoặc là đang trong những công việc tương tự rồi thì sẽ hiểu ngay vấn đề bọn em muốn nói thôi. Còn những bạn mà muốn dấn thân vào con đường chông gai này thì nên 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 coi đấy là một lời cảnh báo đầu tiên là Disclaimer. chạy đi. Khi nào thì một tựa game có thể coi là nghệ thuật, thậm chí là có thể coi game là nghệ thuật được không? Hiện tại thì có thể nhiều người chưa đồng ý với việc game là nghệ thuật, nhưng mà em thì nghĩ là game nó đang đang trên đường trở thành nghệ thuật được rồi. Bởi vì đơn giản thôi, tại vì game có những cái điểm mạnh mà các loại hình media khác chưa 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 khai thác được hết. Ví dụ như với phim, anh có thể nghe, anh có thể nhìn, nhưng mà game anh có thể tương tác với cả câu chuyện nữa. Thì đấy là một điểm mạnh của game, và rất nhiều tựa game họ đã vận dụng được cái đấy. Tất nhiên nó mới chỉ là một số chưa nhiều lắm thôi, nhưng em nghĩ là trong tương lai số đấy sẽ nhiều hơn, và em nghĩ lúc đấy thì sẽ có nhiều người mở tâm trí hơn và nghĩ đến việc có thể coi đây là một môn nghệ thuật thứ tám. Em thì cho rằng bây giờ game đã là một một môn nghệ thuật rồi. Tại vì nó giống như Hải vừa nói, có rất nhiều thứ mà game làm được mà không có một môn nghệ thuật nào khác làm được, tại vì nó có sự tương tác. Nó giống như một cái quá trình đi lên dần dần ý, từ sách báo, từ truyện, từ tiểu thuyết, chúng ta lên đến phim làm những thứ mà truyện không làm được. Và giờ chúng ta có game làm những thứ mà phim không làm được. Nó là một sự kiểu Tiến hóa. lên tiến hóa, Tiến tiến hóa, hóa ừ, lên tiến đời dần dần hóa. ấy. Em nghĩ bây giờ game nó đã có thể coi là một môn nghệ thuật rồi. Nhưng mà để nói về tựa game nào được gọi là một tác phẩm nghệ thuật thì cũng cần phải có sự suy nghĩ, Đúng tại vì rồi. không phải game nào cũng có thể coi là tác phẩm nghệ thuật được, cũng như không phải bộ phim nào cũng có thể coi là tác phẩm nghệ thuật được. Nhưng mà có một cái rất là hay về game là thế này: để có thể biến một tựa game thành một tác phẩm nghệ thuật thì cực kỳ dễ, vừa dễ vừa khó thì đúng hơn. Game nó có bốn yếu tố chính để tạo ra một tựa game: gameplay, đồ họa, cốt truyện, âm nhạc. Chỉ cần chọn một hoặc là một vài trong số các yếu tố đấy thôi và nâng tầm nó lên lên một mức kiểu cao siêu nhất ấy, mà không mà và những yếu tố kia không cần phải quá ổn, chỉ ở mức trung bình thôi, là tựa game đấy cũng có thể được gọi là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Tiêu biểu như là một tựa game mà có thể coi là tác phẩm nghệ thuật về gameplay chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có Baldur's Gate 3, chúng ta sẽ có Before Your Eyes, cái tựa game mà mình phải giữ cho mắt mình mở thì mới nhìn được cái câu chuyện của tựa game đấy. Giữ cho mắt mình mở nghĩa như Đúng thế rồi. nào? Tức là game đấy sẽ có cơ chế là anh phải nhìn vào webcam, nếu như anh nháy mắt là sẽ time skip. Wow. Đó, cho nên anh phải giữ cho mắt mình mở thì mới biết được là câu chuyện nó diễn ra theo đúng kiểu một đường thẳng như thế nào, nếu không là anh sẽ bị bỏ mất một số chi tiết. Hoặc là một tựa game mà có yếu tố nghệ thuật về âm nhạc chẳng hạn, thì chúng ta có Nier Automata.
cũng được giải Game of the Year về âm nhạc. Về cốt truyện thì chúng ta sẽ có Soma, chúng ta có Omori, chúng ta có Disco Elysium. Rất nhiều tựa game. Anh rất thích Disco Elysium. Đấy, có rất nhiều tựa game mà có thể coi là nghệ thuật về cách kể chuyện vì nó rất sáng tạo. Hoặc là về đồ họa thì chúng ta sẽ có Okami, chúng ta có Chris, chúng ta có Journey. Tức là hiện tại đã có rất nhiều tựa game mà có thể được coi là nghệ thuật rồi, nhưng mà nó chỉ tập trung vào một hoặc là một số yếu tố trong bốn cái yếu tố mà em vừa nói thôi. Tất nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khác để hoàn thành một tựa game, nhưng mà bốn yếu tố chính là như thế. Nên là em nghĩ để mà biến một tựa game thành một sự, thành một tác phẩm nghệ thuật ấy, thì vừa dễ vừa khó. Dễ là có bốn thứ để chọn, chọn một trong bốn thứ đấy để nâng tầm là được. Cái khó là quá trình nâng tầm cái yếu tố đấy lên thành tác phẩm nghệ thuật. Em vừa định hỏi cái gì? À anh nhớ rồi. Xin lỗi tất cả các bạn, mình rất hay bị quên. Vậy thì anh muốn đặt câu hỏi này cho Hải trước, xong rồi sau đấy anh sẽ hỏi với Duy. Là em là một trong những người đầu tiên đặt những cái nền móng cho Fae Game. Vậy thì em cảm thấy đâu là cái thử thách lớn nhất trong cái giai đoạn đấy? Em nghĩ thử thách lớn nhất mà không chỉ với Fae Game mà với tất cả mọi kênh, mọi channel trên YouTube, đó là tìm ra một hướng đi tối ưu. Thì lúc đầu, như em lấy ví dụ là với Fae Game, thì ban đầu mọi người bắt đầu làm chỉ với một cái suy nghĩ là mình muốn làm một cái gì đấy liên quan đến game tử tế một chút, thay vì những cái content như kiểu là chỉ là kiểu streaming rồi chơi game xong rồi reaction. Thì mình muốn làm những cái content kiểu nó sâu sắc hơn một tí, thật sự có đầu tư chất xám. Đúng rồi, như là review, phân tích, mà kể cả là tóm tắt thì nó cũng là một cái cần một sự đầu tư nhất định. Phải hiểu được toàn bộ câu chuyện. Đúng rồi. Thì ban đầu mọi người chưa có một hướng đi cụ thể nào, mọi người chỉ nghĩ là à, content về game này thì YouTube, các YouTuber nước ngoài họ làm những cái này thì mình sẽ thử tất cả mọi thứ. Cái nào hoạt động, cái nào không, cái nào nó ok, cái nào nó cần phải sửa đổi. Thì mọi người làm tất cả mọi thứ thôi. Em với anh Trường thì chia nhau ra, ai viết được cái gì thì viết. Là review này, phân tích này, tóm tắt này, tin tức nữa. Thì đến một thời gian nhất định mọi thứ bắt đầu nó có vẻ trơn tru rồi, thì bắt đầu lọc ra xem cái nào, chuyên mục nào là ok, chuyên mục nào cần hạn chế, chuyên mục nào cần đầu tư. Thì mọi người bắt đầu xây dựng một cái lịch. Và từ cái lịch ấy thì mọi người bắt đầu có những chuyên mục cố định nữa. Và sau đấy trong quá trình làm thì mọi người cũng kết hợp với việc là tư duy xem là có thể làm những cái gì mới để thay đổi. Như về sau mọi người nếu mà theo dõi Fae Game từ những ngày đầu thì sẽ thấy là về sau có những chuyên mục như kiểu là về eSports, về các game thủ. Và sau này có cái chuyên mục được rất là nhiều bạn ưa thích là chia game. Đó. Cái giai đoạn mà em tham gia Fae Game đúng ngày 20 tháng 10 năm 2020 là Fae Game không tồn tại. Không có một ai ở trong Fae Game luôn. Đúng là không có một ai luôn ý. Có đúng em và một anh nữa là anh Minh, là vừa mới được anh Giang tuyển vào, với anh Giang anh Trường tuyển vào. Là coi như bọn em đi vào là thành hai thành viên duy nhất của Fae Game luôn. Coi như là đi vào tiếp quản một cái vỏ trống. Thì lúc đấy khá là hoang mang. Nên là gần như là ngay từ đầu không biết là phải làm gì cả. Thì mới cần có anh Trường, vẫn có anh Trường ở đấy để giúp đỡ. Thì đến thứ bảy ngày sẽ hay đến để thu âm và kiểu nói chuyện. Thì khoảng thời gian đấy rất là khó khăn, không biết phải làm gì cả. Cái video đầu tiên mà bọn em làm là về game Amnesia. Cả em và anh Minh đều làm cùng cái game đấy với hai chủ đề khác nhau. Em nghĩ là cái căng thẳng nhất đối với em lúc đấy là làm thế nào để khiến cho bản thân có ích. Là sao anh? Tức có, là có ích với team đang mình đang ở trong, hay là có ích với cả cộng đồng? Có ích với team. Hiện tại thì là thế. Tại vì lúc đấy em chưa có gì mà tất cả đều là thử nghiệm, tất cả mọi thứ em làm vào thời gian đấy đều là thử nghiệm, đăng lên để xem viewer cảm thấy thế nào với team mới, viewer cảm thấy thế nào với style video này. Thì lúc đấy em không để nhiều đến kiểu mọi người nghĩ gì thì cũng là quan trọng, nhưng mà tại vì đấy là thời điểm khởi đầu cho nên là em lo sợ về cái vấn đề là liệu em có ích đối với những người ở trên hay không, như kiểu anh Giang và anh Trường hay không. Tại vì rõ ràng nếu như em không tạo ấn tượng tốt vào thời điểm khởi đầu thì
nó sẽ không tốt về sau, hoặc là em sẽ bị đuổi luôn. Đấy là cái vấn đề căng thẳng nhất đối với em. Sau đấy mới là vấn đề về các bạn viewer. Bạn, tất nhiên là cái khoảng thời gian đầu thì việc viewer cứ bảo là fake game mới không bằng fake game trước ấy. Đấy là chắc chắn rồi. Kiểu video nào cũng thế, anh vô lý đâu, mì bé đâu. Video nào cũng phải có tầm 50% mọi người comment như thế, kiểu giống hệt nhau ấy. Thì đấy cũng là một cái căng thẳng, nhưng mà bọn em chấp nhận điều đấy, tại vì đấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ngay từ đầu khi mà bọn em nhìn thấy là không có một ai khác ở fake game, lúc mà bọn em vào là bọn em biết sẽ phải đối mặt với cái đấy rồi. Đấy là hai cái khó khăn lớn nhất khi mà bọn em vừa mới vào, khi mà em với anh Minh vừa mới vào fake game. Vậy em đã vượt qua giai đoạn đấy như nào? Mất bao lâu? Mất bao lâu à? Chắc là lâu đấy. Anh biết đến năm ngoái vẫn còn người hỏi trên video của fake game là anh vô lý đâu không? Anh vượt qua cái đấy chắc phải một năm, khi mà mọi thứ bắt đầu vào guồng rồi, khi mà video bắt đầu quen với bọn em rồi. Thì đấy. Lúc đấy mới bắt đầu ổn định hơn một tẹo. Chắc là lúc đấy là mọi người bắt đầu nhận ra là đi mới họ cũng có những cái chất riêng, những giá trị riêng. Đúng rồi. Nó sẽ hơi kiểu lọc viewer ấy, kiểu những người mà xem team cũ và họ thích team cũ, họ không thích team mới thì họ sẽ không xem nữa. Nhưng mà những người khác mà họ tự dưng xem fake game mới mà họ thấy nó hợp với họ thì họ đến. Nó như kiểu chuyển giao thế hệ. Đúng rồi, chuyển giao thế hệ viewer thôi. Hải, em đánh giá như thế nào về fake game qua từng giai đoạn? Tức là có giai đoạn mà ví dụ thời gian đầu có em, xong rồi về sau là cái giai đoạn của Vô Lý, và về sau là có giai đoạn của Duy, Minh, và đến bây giờ. Theo cũng nhìn của em thì giai đoạn đầu là giai đoạn sơ khai. Thì nó vẫn chưa có một cái bản sắc gì đấy riêng. Nó cũng như kiểu là anh mở YouTube lên và anh search cụm từ liên quan đến game thì nó sẽ ra một loạt những kênh. Thì VG em chỉ là một trong số đấy thôi. Chưa có cái gì nổi lên lắm. Lúc ấy thậm chí còn chưa có branding, chưa có logo gì cụ thể mà. Đợt em nhớ là thay logo phải 2-3 lần. Sau đó một thời gian sau định hình được rồi thì nó mới bắt đầu có chất riêng. Thì mới có gọi là nhìn thấy sự chuyên nghiệp ở đấy. Mới là một cái kênh ra chuyên mục đều đặn. Và thứ 2, thứ 3, thứ 4 này mọi người sẽ biết là nên có kênh này sẽ ra cái gì. Mình muốn xem cái này thì mình sẽ đợi bên thứ mấy. Sau đấy đến đợt fake game mới của Duy thì em thấy là sự chuyên nghiệp đã lên một level mới. Em nghĩ chắc là bởi vì nó tái cấu trúc lại cả toàn bộ kênh từ đầu thì nó học đội ngũ mới này, họ học được những cái gì hay của đội ngũ cũ và những cái gọi là điểm yếu và mọi người khắc phục được, thì bây giờ em thấy là fake game bây giờ nó đã chuyên nghiệp hơn rất là nhiều rồi. Về nội dung thì em thấy khá là nhiều chuyên mục mới, khá là thú vị. Như kiểu chuyên mục soi game này. Nó là một chuyên mục khá là hay. Ngày xưa cũng có thời điểm mọi người cũng muốn làm nhưng mà chưa đủ sức. Thì bây giờ VG mới đã đưa được những cái chuyên mục như kiểu như vậy thành hiện thực thì em nghĩ là một tín hiệu rất là mừng. Sao? Em có cảm nghĩ gì về chia sẻ của Hải? Em rất tệ trong khoản nhận lời khen ấy. Kiểu em sẽ muốn rất là cảm ơn nhưng mà cảm giác như thế người khác nhìn vào nó sẽ hơi bị cringe. Okay. Nghe hô xăm vậy, nghe rất là ấm lòng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Anh nghĩ phần này sẽ là phần thú vị hơn trước khi chúng ta đi vào cái phần hardcore nhất. Thì cái phần thú vị này nó là phần Q&A giữa khán giả và khách mời. Trong này sẽ có rất nhiều câu hỏi. Em tưởng phần này sẽ là phần cuối. Không. Câu hỏi đầu tiên. Bạn submit một câu hỏi khá là dài nhưng mà anh tóm ngắn lại theo cách hiểu của anh, theo anh hy vọng ý nó vẫn đúng. Thì bạn có hỏi là thang điểm chuyên gia hay thang điểm người dùng thì phản ánh sát hơn chất lượng của game. Đấy là phần đầu tiên. Và cách fake game review game từ trước đến nay thường nghiêng về bên nào hơn? Em nghĩ là sẽ đâu đó ở khoảng giữa. Tại vì review thì thực ra nó cũng không thể đến mức là thành một video phê bình được. Nên là sẽ có tham khảo ý kiến của những nhà phê bình và có tham khảo ý kiến của người dùng. Ví dụ người dùng họ thích cái gì tựa game này. Đơn giản thôi, ví dụ như họ thích chơi nó vui vui. Mặc dù game thực sự nó cũng không đến mức xuất sắc nhưng mà họ chơi thấy vui là được. Còn phía nhà phê bình thì tại sao họ lại chỉ trích yếu tố này, tại sao họ lại khen yếu tố kia. Như vậy thôi, sau đó sẽ tham khảo. Còn ý kiến thì vẫn là phải ý kiến của mình. Là mình chơi mình thấy cái gì chưa được, cái gì được rồi mình sẽ đưa ra thôi.
Còn thực ra quan điểm của em về chấm điểm thì ra nó khá là khác biệt, tại vì em không thích chấm điểm. Vì tại sao? Vì em nghĩ đơn giản là một con số nó không thể đưa ra được toàn bộ ý nghĩa về ý nghĩa của một sản phẩm nào đấy, không chỉ là game mà có thể là phim, có thể là sách, tiểu thuyết. Em nghĩ chấm điểm là một cái phương án nó khá là lười. Tại vì thay vì mọi người đọc một bài 5.000 từ phân tích về việc tại sao tác phẩm này hay, tác phẩm này tệ, thì mọi người nhìn điểm và cái này hay, cái này tệ, không như thế rồi. Rất là lười. Thế nên là còn có trường hợp là so sánh cái điểm đấy giữa hai cái game kiểu khác hẳn nhau ấy. Đúng. Kiểu cả hai đều là 7 điểm. Đấy, nhưng mà nó lại khác hẳn nhau mà. Ví dụ một cái game này 7 điểm thì là ok, nhưng một cái khác 7 điểm thì có thể chưa ok đến mức đấy. Thế nên là em thường hạn chế đưa ra điểm nhất có thể. Và bây giờ thì em đã tập cho mình thói quen là đánh giá thì em sẽ không bao giờ đưa điểm. Cho phép anh gần như là hỏi tiếp hộ bạn Tuấn Anh. Vậy thì từ góc độ của một, cứ cho là người chơi game phổ thông đi, nếu mà anh muốn xác định chất lượng của một tựa game thì nếu mà không nhất thiết phải nhìn vào con số chẳng hạn, thì nên nhìn vào đâu? Anh xem cả một video review. Tức là không thể nào mà trông vào bức hình xong được, không thể nào mà đánh giá một cuốn sách thông qua bìa của nó được. Anh phải xem toàn bộ một cái video review của một ai đó, tại vì người đấy sẽ nói về tất cả các yếu tố về cái game đấy. Và khi mà người muốn chơi game đấy xem video đấy và họ thấy những cái yếu tố này bắt mắt họ, bắt sự chú ý của họ, thì họ hoàn toàn có thể dựa vào cái đấy để mua. Thì với cả đằng nào trên video review cũng sẽ có footage của gameplay rồi mà, họ có thể nhìn. Câu hỏi tiếp theo là gần đây esports đang rất hot Việt Nam, vì sao Phê Game chưa đẩy mạnh content ở mạng này? Đẩy mạnh rồi và fail. Không phải là fail mà là khán giả không thích lắm. Nó không hiệu quả như tưởng tượng. Đấy, mọi người có thể chia sẻ kỹ hơn về cái cạnh này đâu. Và đơn giản thứ hai là đội Phê Game không có mấy ai chơi esports để mà làm. Đội Phê Game bây giờ thì có một bạn là hay quan tâm đến esports và cứ thỉnh thoảng lại trong buổi họp lại bảo ê, làm content về trận này esports được không, nguyện về các cái đội tuyển esports hay là cầu thủ esports được không. Nhưng mà bọn em đều nói là không, tại vì những cái video trước đấy của bạn ấy cũng về esports mà bọn em ok cho làm rồi thì không ai xem cả. Em nghĩ đơn giản là tệp khán giả của Phê Game nó không tương đồng lắm với tệp khán giả esports thôi. Nếu mà làm được thì tốt thôi, nhưng mà vấn đề là đã thử một thời gian rất là dài rồi, cũng có cái thành công, có cái thất bại, nhưng mà nhìn chung là nó esports nó là một cái mảng mà đầu tư thì có thể tốn khá là nhiều nhưng mà hiệu quả thu về không được như mong đợi, nên là em nghĩ chắc là vì lý do vì thế nên là Phê Game đây, không đây. Làm tiếp. Phê Game cũng chẳng làm esports nữa. Câu hỏi này đến từ, đây là một câu hỏi anh gộp vào, đến từ hai bạn, một bạn tên là V và một bạn tên là David Martinex. Cyberpunk. Thì hai bạn ấy hỏi là bao giờ thì Phê Game tổ chức offline và giải game, có ý định tổ chức hay không? Hôm nay chỉ có Duy trả lời được thôi. Em hơi căng, tại vì team Phê Game bây giờ không chơi game competitive giỏi như đội trước. Đội trước còn có cả Mortal Kombat nhỉ? Mortal Kombat có FIFA không? Đội trước có FIFA không? Đội trước hình như là không. Không. Nhiều có Mortal Kombat đúng không? Có đội trước cả giải Mortal Kombat. Yep. Đội mới này thì không thế. Đội mới này toàn chơi game single player để mà làm content. Thật ra là giải game thì chắc là sẽ cùng lắm là chơi hoặc là Valorant, tại vì anh Lâm Sunflower có chơi. Hoặc là Liên Minh Huyền Thoại, tại vì cái đấy là hầu hết tất cả mọi người đều chơi. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì lắm. Nếu mà có chơi thì chỉ có chơi với viewer thôi, chơi viewer trên Discord. Còn offline thì cố gắng chứ, suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng mà sẽ cố gắng chứ. Đúng rồi, sẽ cố gắng, chắc chắn là phải có một ngày nào đó offline, kiểu không thể nào mà cứ ngày này qua ngày khác nghĩ về việc offline nhưng mà không làm được, kiểu gì cũng phải có một ngày. Thế nào thì đấy. cho một ngày đi, cho một thời điểm đi, năm nay. Năm nay ạ? Năm nay. Khó quá. Bây giờ mình phải vào việc luôn. Bây giờ bảo năm nay xuôi không làm lại bị chửi. Vậy thì vừa rồi là phần Q&A. Chúng tôi hỏi và creators trả lời. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai và cũng là cái phần cuối cùng. Phần này. Đây là phần thứ ba. Phần thứ ba. Ok, vậy thì vừa rồi là phần Q&A. Phần chúng tôi hỏi và creators trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần mà anh nghĩ là nó sẽ xoáy vào đúng cái nội dung chính của buổi nói chuyện này hơn. Nếu mà một bạn trẻ
muốn theo đuổi việc làm YouTuber, đặc biệt là về YouTube, về mảng game, thì Hải và Duy sẽ đưa ra lời khuyên gì? Anh có nhớ cái ảnh mà buổi gọi là gì nhỉ? Buổi khai trường của bộ bên trường Bách Khoa hay trường gì đấy không? Xong rồi có sinh viên đứng ở trên cầm một cái tấm biển ghi là đừng ý. Đừng này là đừng làm content về game hay là đừng làm YouTuber. trước nếu mà có ý định làm content về content YouTube về game ở Việt Nam thì trước tiên phải có một số các cái gọi là gì suy nghĩ trước. Tại vì làm content về game không phải là một cách kiếm tiền dễ dàng. Nó không phải là làm cái tự dưng mình làm xong rồi tự dưng có người xem và tự dưng mình được triệu view và tự dưng mình có nhiều đô la, không, nó không như thế. Tại vì hiện tại rất có quá nhiều kênh YouTube về game ở Việt Nam rồi. Đầu tiên nó ở Việt Nam, việc mình nói tiếng Việt nó đã là một cái kiểu thu hẹp rồi. Lại còn về chủ đề về game nữa, nó lại càng thu hẹp hơn nữa. Và bây giờ đã có rất nhiều kênh rồi. Nên là việc bắt đầu từ bây giờ nó siêu khó, trừ khi là có một cái tính cách kiểu cực kỳ nổi bật nào đó. Kiểu em biết là có một số người mà họ vừa mới làm YouTube mà họ lên ngay lập tức chỉ nhờ vào cái tính cách của họ, chỉ nhờ vào tính cách và giọng nói của họ. Nó rất là charming, kiểu người xem họ nghe và họ thấy luôn là ồ, mình có thể xem video này, mình có thể cứ để video này đấy và mình nghe hoặc là mình xem nó. Nhưng mà trừ khi mà có được một cái sự tự tin và sự sáng tạo kiểu gọi là hiếm có như thế thì nên cân nhắc việc làm content về game. Và nếu như có làm rồi thì cái chạy đi à? Nếu có làm rồi thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Lúc đấy thì sẽ có một số khó khăn nhất định, chủ yếu là từ viewer. Là kiểu gì làm video cũng sẽ phải đọc comment đúng không? Mà những người mà làm mới mở đầu làm thì sẽ có ít kinh nghiệm và họ sẽ có sai lầm nhất định và comment sẽ chỉ ra điều đấy. Một số comment thì sẽ có tính xây dựng nhất định, nhưng một số comment thì lao vào chửi thôi. Kiểu comment Việt Nam là như thế. Nên giữ một cái đầu lạnh. Những cái nào mà comment mang tính xây dựng thì mình nghe. Còn những comment nào mà mình đọc là mình biết là họ đang chửi chỉ vì đơn giản là họ không thích style của mình thì cân nhắc bỏ qua. Nếu như mà có comment xấu mang nội dung như thế trong một cái video mà hơn 90% mọi người vẫn like video của mình thì mình bỏ qua thôi. Đơn giản tại vì người đấy không thích cái style của mình, cho nên mình cũng không nhất thiết phải làm vừa lòng 100% dân số. Điều đấy là điều không thể. Mình làm cho những người mà mình xem. Mình làm cho những người mà xem mình. Quên, nhầm. Mình làm cho những người mà xem mình. Đó. Vậy còn từ góc độ của Hải thì làm sao? Thực ra như Duy nói là về riêng về việc làm content về game Việt Nam thì nó cũng có cái khó khăn như vậy. Nhưng mà thực ra em nghĩ cũng có một cái gọi là lợi ích nhỏ nhỏ đi, là có nhiều người rồi mình có thể học hỏi kinh nghiệm của họ. Đấy cũng là một cái hướng nhìn tích cực hơn một chút, là nhiều người như vậy rồi thì mình có thể học tập, học hỏi cách làm của họ, xem họ làm những người thành công như vậy thì họ làm kiểu gì, những người đã thất bại thì tại sao họ lại thất bại. Nói chung là có những cái case study để mình rút cái kinh nghiệm ý. Còn tất nhiên là cũng nên cân nhắc, tại vì đây là một cái mảng nó khá là ngách và nói chung là nó sẽ gọi là khó để phát triển hơn so với nước ngoài. Nhưng mà lời khuyên của em thì thực ra nếu mà đã thực sự muốn thì cứ làm thôi. Thà là mình làm xong rồi mình cảm thấy mình thất bại còn hơn là kiểu mình cứ nghĩ mãi là mình có nên làm hay không. Cứ làm đi đã. Nếu mà thất bại thì chúng ta lại tìm cách để khắc phục nếu mà còn đủ quyết tâm. Còn nếu thành công thì cũng giữ đầu lạnh là ok, nhìn vào vấn đề là tại sao mình thành công, liệu cái này có phải là thành công nhất thời hay không, hay là mình đã bắt đúng công thức đó. Phải làm mới có bài học đúng không? Đúng. Còn nếu mà không có thì cũng như kiểu là phải chơi game mới review được game ý. Thế thì một câu hỏi này nó có thể nó sẽ hơi chung chung nhá. Thật ra là cũng không chung chung lắm đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu viết một cái content, mọi người sẽ bắt đầu từ cái sở thích của mình trước, cái mà mình muốn nói trước, hay là mọi người sẽ bắt đầu từ khán giả? Tức là đầu tiên khán giả phải xem mình đã. Thì đấy là điều quan trọng nhất. Nên là đầu tiên em luôn nghĩ là cái video này nó nên mang cái cảm giác gì, nó nên mang cái vibe gì mà khán giả dễ xem.
khán giả kiểu quen thuộc với nó thì em sẽ bắt đầu về cái sườn như thế, rồi em bắt đầu viết, viết như bình thường thôi. Sau đấy thì em mới bắt đầu rắc thêm một tí cá nhân vào để cho khán giả thấy là à, cái video này vẫn là những cái quen thuộc mình xem, nhưng mà có gì đấy khác khác, có gì đấy là như là đúng là có một người nào đấy đứng đằng sau, chứ không chỉ là một thứ công nghiệp. Thực ra với em thì cái này nó hơi khác một tí thôi. Em thì từ ngày đầu viết content thì em đã luôn suy nghĩ theo hướng là mình viết cho mình đã. Mình viết những cái về mình thích trước đã thì mình mới có cảm hứng để mình bắt đầu tiếp tục được. Sau đấy thì những khán giả nào họ thích cùng chủ đề với mình thì họ sẽ ở lại thôi. Và sau này sẽ có thêm những người khác như vậy. Còn đấy là giai đoạn đầu thôi. Còn tất nhiên bây giờ thì mình cũng phải cân nhắc đến việc là khán giả họ có thích cái chủ đề này như vậy hay không. Và mình sẽ phải cân đối cái việc là mình viết về những cái mình thích trước và hay là những cái mà thị trường đang có khả năng nó sẽ thu hút mọi người xem. Đó thì bây giờ thì mình phải cân đối cái việc đấy thôi. Có những lúc mà mình nghĩ là chủ đề này hay chẳng hạn, mình viết nhưng mà có thể thể này nó không thích hợp lắm. Có những cái mà có những lúc mà mình viết những cái mà thực ra mình cũng không thích lắm đâu, nhưng mà nó lại lên một cách bất ngờ bởi vì nó đúng thời điểm. Thì mình phải cân đối giữa hai cái đấy. Có lúc mình nên đặt cái tôi của mình cao hơn, và cũng có lúc là mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Biết lên xuống đúng lúc này. Theo cả Duy và Hải thì đâu là những cái bước quan trọng nhất trong việc sản xuất ra một cái content tốt, đặc biệt là giới hạn hơn một tí là content tốt ở trên YouTube, ở trong trường hợp này là một cái video essay đi, thì làm thế nào để tạo ra được một cái video essay mà nó phù hợp với tiêu chuẩn của cả hai người, đâu là những cái bước quan trọng nhất? Với em thì em nghĩ đầu tiên là mình phải có một ý tưởng tốt. Thế nào là một ý tưởng tốt? Ý tưởng tốt hay không ấy thì nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đấy. Đúng không? Một là mình nghĩ ý tưởng này tốt. Hai là mình thử nghiên cứu xem là cái cùng một cái chủ đề tương tự như thế này trên YouTube, ví dụ trên YouTube đi, thì có, đã có video này chưa? Và nếu có rồi thì nó có tốt hay không? Và sau đây mình sẽ cân nhắc đến việc là có thể có triển khai nó hay không, hay là mình sẽ tìm một ý tưởng khác. Tất nhiên ý tưởng tốt thì thực ra nó khá là một cái đánh giá khá là chủ quan. Nhưng mà thường thì có thể nhiều lúc mình tin vào bản năng của mình là ý tưởng này hay đấy, mình sẽ triển khai nó. Hoặc là như lúc nãy có thể ý tưởng là mình tìm hiểu xem dạo này YouTube có cái gì đang nổi. Mình nghiên cứu xem là dạo này ý tưởng này có vẻ mọi người đang quan tâm, hay là mình thử triển khai nó. Đấy là về khâu chọn ý tưởng. Rồi đầu tiên, bước đầu tiên sẽ phải là xác định đây là một ý tưởng ok đã để bắt đầu. Thực ra không phải là một, mà mình xác định một chùm những ý tưởng liên quan đến cùng một chủ đề. Tức cái hướng tiếp cận nhiều, khác nhau. Nhiều hướng tiếp cận khác nhau, đúng vậy. Sau đó thì sẽ là mình xây dựng một cái dàn ý. Nghĩa là ý tưởng này, hướng khai thác này thì nó có những luận điểm nào, nó có những cái góc nào để mình có thể xoáy vào mình phân tích. Mình gạch đầu dòng ra. Bao nhiêu đầu dòng thì tùy vì ý tưởng đấy nó có lớn hay không. Có thể là 2, 3 hoặc là 5, 6, 7, 8, 9, 10 đầu dòng chẳng hạn. Và khi mình đã có những cái gạch đầu dòng đấy rồi, mình sẽ xây dựng những cái luận cứ nhỏ hơn của những cái lập gạch đầu dòng đấy. Là ý này mình nên phân tích bằng những cái luận cứ 1, 2, 3 này, cứ tiếp tục như thế đến cuối. Và sau khi đã có một cái outline khá là chi tiết như vậy rồi thì mình bắt đầu viết thôi. Viết, kinh nghiệm của em là ban đầu viết thì đừng quan tâm đến việc chữa nhiều quá, cứ viết thôi, viết theo ý của mình thôi. Viết từ luận cuối, đừng nghĩ đến việc là viết một xong một đoạn lại nghĩ đoạn trước không hay lắm, hay là mình thử viết lại. Như thế nó sẽ bị đứt gãy mạch tư duy. Không được, mình viết từ đầu đến cuối. Sau đó mình bắt đầu xem lại từ đầu đến cuối là đoạn này hay chưa, đoạn này có vấn đề gì không, mình bắt đầu sửa lại. Tất nhiên cái việc đấy mình có thể tham khảo cả những đồng nghiệp nữa. Là ê tôi viết cái bài này tôi thấy hay rồi, nhưng mà ông đọc thử xem có vấn đề gì không, có gì trục trặc hay không, ông sửa cho tôi. Đó thì như vậy mình sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng. Là một cái, nhưng mà đấy mới chỉ là kịch bản. Còn khi mà chuyển thể thành video thì nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, như là thu âm, ngồi việc edit, chọn hình ảnh, âm thanh ra sao. Nhưng mà về phần, về trên tư cách của một người làm content, thì khi mà đã submit được một cái kịch bản mà mình nghĩ là đủ tốt với đa số những người đã đọc rồi, thì em nghĩ là đấy là đã gọi tạm coi là thành công. Còn về việc cái đấy nó có ăn được trên YouTube hay không thì còn tùy chính YouTube. Duy đi, anh khá là tò mò về cái cạnh thế nào là một cái video cứ cho đến khâu edit xong rồi thì với em là nó cần những cái gì? Edit xong rồi ấy, khi mà xem anh quên mất rằng đấy là một video. Là như thế nào? Tức là khi mà anh xem anh đắm chìm vào cái video đến mức mà anh quên mất đấy là kiểu thế nào nhỉ?
Nói chung nói thẳng ra là anh đắm chìm vào cái video đấy một cách kiểu cực kỳ sâu đi. Nhưng khi mà một video làm được như thế thì em coi đấy là một cái video kiểu cực kỳ thành công. Lật ngược lại một tí, vậy thì những cái lỗi hoặc là những cái khía cạnh nào sẽ khiến em kiểu bị văng ra khỏi video luôn? Nhảy frame. Nhảy frame là một. Lỗi kỹ thuật đúng không? Lỗi kỹ thuật. Thứ hai là voice thì khi mà đang thu âm sẽ có một số đoạn mà editor cut nó không được hoàn chỉnh lắm ấy, thành ra sẽ có đoạn mà em nói xong một câu xong rồi em hít vào, nhưng mà cái đoạn đấy cái editor lại để cái đoạn hít vào đấy chứ vào cuối cái câu đấy chứ không phải vào đầu cái câu sau. Thế là tự dưng nghe bị chướng tai luôn. Vẫn là vấn đề kỹ thuật. Còn về nội dung thì sẽ là cái điều mà làm văng ra khỏi cái sự tập trung đấy sẽ là cái sự khó hiểu. Tức là giả sử nếu một câu mà viết dài quá với quá nhiều nội dung hoặc là nội dung chồng chéo lên nhau ấy, kiểu viewer có thể đang tập trung vào lúc đấy nhưng mà nghe sau câu đấy họ sẽ kiểu ủa họ phải nói cái gì ấy nhỉ? Tức là không mạch lạc. Đúng rồi, không mạch lạc. Văn phòng không mạch lạc. Đó. Mình nghĩ là có vấn đề đấy. Còn về hình ảnh thì ở đâu? Hình ảnh có nháy frame ấy. Lúc nãy Duy có nhắc đến cái khía cạnh của một creator là có cái cá tính, có cái charming. Thì auto sẽ có người xem đúng không? Vậy thì mọi người đánh giá là cái dấu ấn cá nhân của hai bạn nằm ở đâu? Ví dụ trong một video tự đánh giá, tức là nó sẽ nằm ở khía cạnh nào? Mọi người luôn nói về giọng của em. Mặc dù em không nghĩ là giọng của em hay đến mức đấy, nó chỉ lạ thôi. Em không coi giọng của em là hay, tại vì vẫn có nhiều người chế. Đó. Cái đấy là cái dấu ấn mà khán giả nghĩ về em nhiều nhất. Nhưng mà ngoài ra thì vẫn có một số thứ khác như là sự mỉa mai ở trong giọng, sự mỉa mai ở trong video. Hình như tất cả những thứ mà người ta nghĩ để em là sự mỉa mai. hình như thế. Em nghĩ nào để clear một lần, để làm rõ một lần với tất cả khán giả thì em có mỉa mai gì không? Mọi người phải tự biết. Có đang mỉa mai không ấy? Không, không biết à. Thế về Hải thì sao? Em nghĩ là cái dấu ấn cá nhân của em là gì? Em nghĩ chắc là về cách viết thôi. Tại vì em không lên hình và em không thu âm. Em chỉ mọi người chắc là mọi người chỉ biết đến em qua những bài viết của em thôi. Và em cũng không rõ chính xác dấu ấn của em là gì. Nhưng mà cứ mỗi lần có người gặp bẹt em ngoài đời lại và hỏi biết tuổi thật của em ấy, họ lại bảo là ơ tưởng phải già hơn. Thì em không biết đấy là có phải tính là dấu ấn hay không. Đây anh xin phép được chia sẻ đây với Duy nhá. Kể từ lần đầu tiên anh làm việc cùng với em, phải cho là 4 năm trước. Cái đời này mới vào và đến bây giờ thì với anh cái gần như là dấu ấn riêng của em, nó là thứ nhất là chắc chắn là nó là giọng. Tức là cái cách mà em, cái cá tính của em nó được thể hiện qua giọng nói của em. Tức là em là một người rất là nhiều năng lượng. Anh cảm thấy là khi mà em truyền tải một cái thông tin thì em truyền tải những thứ mà em thích. Và cái cách truyền tải của em nó sẽ khiến người khác cảm nhận là em rất là hứng thú với cái chủ đề đấy. Em có năng lượng và cái năng lượng của em nó mang một cái màu rất là tích cực, rất là kiểu nó vui ấy. Còn với Hải thì đấy, cái dấu ấn cá nhân của em mà anh nhận thấy cũng là từ hồi đầu tiên anh làm việc cùng với em, chắc là đến bây giờ phải 6 năm trước. Thì lý do tại sao lại là trong cái việc viết, bởi vì đấy là cái phương thức, cái phương tiện mà em sử dụng nhiều nhất. Thì anh nhận thấy là em nghiên cứu rất là kỹ, và khi mà em đưa thông tin em thường cố gắng biến nó thành một câu chuyện, tức là để có trước có sau, có hệ thống, và kiểu để cho khán giả có một cái context, một cái bao quát nhất có thể về cái chủ đề này, thay vì là thông tin đây ông tự hiểu đi. Nhiều khi cũng bị tham quá đấy. Đấy, đúng. Anh nhớ cái hồi anh em mình mới làm việc với nhau ở Spy Room, là việc làm anh làm nhiều nhất với những bài của em là cắt. Đủ rồi. Bớt đi. Không cho. Đấy, nhưng mà đấy, nói chung đấy là anh nghĩ là cái dấu ấn cá nhân từ phía của anh. Thế thì chuyển sang một cái vấn đề tiếp theo là khi mà mình đẩy lên rồi và nó bắt đầu có views, thì sự thành công của một cái video nó nằm bao nhiêu phần trăm ở số lượng views? Và ngoài view ra thì nó nằm ở những cái nào nữa? Anh nghĩ là ở đây sẽ có rất nhiều bạn, các bạn khán giả, các bạn có thể là mới làm YouTube hoặc là chưa làm đủ nhiều để hiểu được là, để biết được là ngoài view ra có rất nhiều những cái khía cạnh khác nữa. Vậy thì hai em từ kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ được không? Bạn nãy Hải có nói về việc là làm video cho bản thân trước đúng không? Có. Đối với phê game hiện tại thì sự thành công không nằm hoàn toàn ở view. View là cái mà đưa tiền về cho mình tất nhiên rồi, nhưng mà có rất nhiều video của phê game là một cái chủ đề rất là niche, rất là kén người xem,
nhưng mà công sức bỏ vào cực kỳ nhiều. Và khi mà bọn em làm xong những video đấy, và mặc dù ít người xem thôi, kiểu có vài chục thôi, nhưng mà ở dưới comment khán giả bảo đây là một video cực kỳ đầu tư, kiểu mình rất thích xem video này, thì bọn em cũng đã coi đấy là một thành công rồi. Không nhất thiết phải là view cao, mình làm cho khán giả mà, khán giả thích, đấy là thành công. Tức là về cái giá trị mà mình đem lại cho mọi người đúng không? Đúng rồi. Còn views nó là cái đến sau. Trong được. Một số trường hợp. Đúng rồi. Thực ra ý của Duy cũng tóm gọn được hết ý của em rồi. View nó là cái dễ thấy nhất thôi. Thì thực ra có những lúc mà view nó không đồng nghĩa với việc nhiều tiền. Vì có thể video bị vàng tiền. Đúng, ví dụ video nhắc đến một cái chủ đề nhạy cảm chẳng hạn, nó sẽ không có khả năng kiếm tiền. Nhưng mà với đứng trên lập trường của một người xem ý, thì một video view cao cũng chưa chắc đã đem lại được nhiều giá trị cho mình lắm. Quan trọng là cái video em nói về cái gì. Em nghĩ là có những video em rất hay xem video essay của YouTuber nước ngoài. Có những cái ok rất là hay, hàng triệu view, video dài một tiếng. Ok, nhưng mà cũng có những video dài khoảng 3-4 tiếng liền, nhiều view không bằng như vậy. Nhưng mà em vẫn thấy giá trị của hai cái video ấy nó không khác, không chênh lệch gì nhau. Em nghĩ vấn đề với một video thì thành công của nó là nằm ở nội dung mà video đem lại. Còn view thực ra nhiều lúc cái đấy mình không thể quyết định được. Vậy thì khi mà nhìn vào những cái video mà ví dụ Hải đã từng lên, em đã từng lên, mà cứ cho là nó nhiều views nhất đi, thì mọi người có nhìn thấy cái điểm chung gì ở trong những cái video đấy không? Cái video cao view nhất của em đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao nó cao view đến thế. Nó là video gì? Nó là video nhập vai cốt truyện của một tựa game nói về việc đi làm hamburger, và nếu làm sai hamburger thì một con quỷ bò sẽ hiện lên. Vỏ bánh, xà lách, dưa chua, phô mai, hành tây, cà chua, thịt nướng. Đừng nghĩ vẩn vơ, đừng có tò mò. Làm sai làm chậm, happy sẽ tới. Vỏ bánh, xà lách, dưa chua, phô mai, hành tây, cà chua, thịt. Em có hỏi, em lúc nào em cũng hỏi mọi người là tại sao cái video này cao đến mức đấy, và tại sao đến bây giờ vẫn có nhiều người xem. Tại vì em làm video ấy một cách rất bình thường luôn. Và mọi người hay bảo là tại vì cái mở đầu em làm thơ. Nó là sự khác biệt đúng không? Nó là sự khác biệt. Nếu mà như thế thì nó là sự khác biệt. Từ cái ý tưởng của game cho đến cách em mở đầu. Nên là em có nghĩ là chắc là cái mẫu số chung ở đây là một cái mở đầu ấn tượng sẽ làm khiến cho khán giả giữ lại cái tab video đấy lâu hơn. Để họ có thể xem đến những cái phần hay hơn tiếp theo đó của cái video đấy. Có thể là như thế, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa làm được như vậy một lần nữa. Kiểu khổ, one hit wonder ấy. Em thì em chính xác thì em không nhớ video cao nhất của em là cái nào. Nhưng mà em nhớ là có một chuỗi video em làm mọi người rất thích. Đấy là chuỗi video về Assassin's Creed. Anh có nhớ. Cái nào lên nó cũng sẽ rất là ăn. Em không thực sự hiểu 100% đâu ấy, nhưng mà em nghĩ là tại vì bản thân em biết về cái chuỗi video ấy trên tư cách là một người hâm mộ cái tựa game này, loạt game đấy. Nên là em đổ rất nhiều công sức vào những cái video đấy. Mặc dù nó chỉ đơn thuần là tóm tắt lại cốt truyện thôi. Em còn nhớ rất là nhiều lần anh Trường anh mắng em là mày viết dài thế, mày viết kỹ thế. Đấy thì em nghĩ là những người khán giả họ cũng thích những cái video như vậy. Và cũng vì đơn giản đợt đấy hình như có một phía game làm về cốt truyện của game đấy. Nên là nó đúng thời điểm. Mà đúng, nhưng mà thực ra em nghĩ đấy là một công thức có thể làm được. Tại vì sau Assassin's Creed thì em áp dụng nguyên cái đấy với God of War và nó còn thành công hơn. Mà dù cũng chỉ là tóm tắt cốt truyện thôi, nhưng mà làm sao mình tóm tắt được đầy đủ này, chính xác này, và nó khoa học logic thì em nghĩ khán giả sẽ thích. Mặc dù nghe rất đơn giản đúng không, tóm tắt cốt truyện không phải phân tích không gì cả, nhưng nó vẫn ok. Từ phía của anh thì anh thấy có một cái điểm chung giữa hai cái mà mọi người chia sẻ, tức là ví dụ từ phía của Hải thì là đầu tư chất xám vào cái cách mà mình đưa ra thông tin, còn từ phía của Duy thì là em đầu tư rất là nhiều chất xám vào cái phần mở đầu. Điểm chung ở đây chắc là nó sẽ không có đường tắt đâu. Nó sẽ phải chấp nhận đầu tư rất là nhiều chất xám và thời gian để làm theo, để tạo ra một cái sản phẩm mà nó tốt nhất, đúng theo ý của mình, và nó đúng kiểu nó phản ánh đúng con người của mình. Vậy thì câu hỏi cuối cùng, bao giờ thì phê game làm game? Khi có tiền.
có tiền, có lực và có kiến thức. Tụi em cũng kiểu cái đấy có nằm trong dự định của mọi người có không? có tất nhiên là có. Có từ rất lâu, có từ đầu rồi cơ. Có từ đầu rồi, kiểu phê game rõ ràng phải làm game vào một ngày nào đấy rồi. Chỉ là ý tưởng thực ra cũng gọi là châm chớm. Có nhưng mà vẫn chưa có tiền, chưa có nhân lực, chưa có biết là mình sẽ sử dụng engine gì, chưa biết là nó sẽ là thể loại gì. Nói chung là rất nhiều thứ chưa biết, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ làm trong tương lai, kiểu gì cũng sẽ phải làm giống như một cái offline nào đấy. Đây là lúc mà áp dụng lời khuyên của em đấy, là cứ làm đi. Dũng cảm, cứ làm đi, sau rồi những thứ khác đến sau, đúng không? Ok, vậy thì rất là cảm ơn Duy với cả Hải đã nhận lời tham dự The Creator ngày hôm nay. Để tạm coi như là lời kết đi, Duy với cả Hải có muốn gửi gắm lời gì đến những các bạn khán giả đang xem buổi nói chuyện ngày hôm nay không? Có thể là những cái bạn khán giả từ chính Phê Game chẳng hạn, những người mà đã theo dõi Phê Game từ đời đầu, những fan của Hải, những fan của Duy. Em không biết là có fan hay không, nhưng mà nếu mọi người thích những cái nội dung về game thì hãy subscribe cho Phê Game. Mặc dù mình không còn ở Phê Game nữa, nhưng mà mình vẫn rất là mong anh em của Phê Game giờ được anh em mọi người đón nhận nhiều hơn. Vì vậy dù sao thì tính trên YouTube Việt Nam thì Phê Game vẫn là một trong những kênh gọi là có sức ảnh hưởng lớn, và Phê Game xứng đáng được mọi người biết đến nhiều hơn. Mình mong là mọi người, những ai mà đang xem Phê Game rồi và đang ủng hộ Phê Game thì phải tiếp tục ủng hộ cho chúng mình. Chúng mình sẽ thỉnh thoảng sẽ có một chút sai sót gì ở trong tương lai, kiểu gì cũng sẽ có, nhưng mà đấy là điều chắc chắn xảy ra và mong mọi người thông cảm trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thì mình cực kỳ cảm ơn tới tất cả những ai mà đã ủng hộ chúng mình, đang ủng hộ chúng mình, và cảm ơn cả những khán giả tương lai sau khi xem video này mà tự dưng để ý đến Phê Game và subscribe. Mình cũng cảm ơn tất cả bạn luôn. Ok, vậy thì hẹn gặp Phê Game, hẹn gặp Duy và Hải. Anh nghĩ là trong khoảng 1 năm nữa chúng ta sẽ check up xem là tình hình như nào, xem là tất cả mọi thứ có đang đi đúng kế hoạch không. Và năm sau anh nghĩ anh sẽ vẫn hỏi câu hỏi là thế game ra chưa nhỉ? Bao giờ offline? Bao giờ offline? Đâu chưa? Bao giờ có tạp chí game tiếp theo để tôi để vào tủ sách của tôi tiếp theo ấy. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để ở phía dưới trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.